Đấy, các bạn sẽ để tờ giấy như thế này, các bạn sẽ gấp xíu này như này cho mình, thì cho hai phần đỉnh này này sẽ trùng với nhau đây như thế này. Rồi các bạn sẽ miết cái phần giấy này lại cho mình luôn nha, miết cái phần giấy này lại. Này, miết lại cho mình nha. Các bạn sẽ miết cái phần giấy này cho nó thẳng ra. Như thế này. Đấy. Về sau khi các bạn đã thực hiện những cái nếp gấp giống như mình á, thì các bạn sẽ có được cái tờ giấy như thế này, có những cái đường gấp chéo này. Ở bên này cũng vậy này. Thì tiếp theo các bạn sẽ để cái tờ giấy như thế này cho mình nha. Để những cái đường chiếu nó sẽ nằm ở bên hai bên. Mình sẽ để lên như thế này cho mình. Thì tiếp theo các bạn sẽ đẩy cái phần giấy này lên cho mình. Các bạn sẽ dùng ngón cái và ngón trỏ này. Các bạn sẽ bóp nhẹ cái phần này vào. Bóp nhẹ phần này vào. Đấy, bóp vào. Đấy. Rồi các bạn ép xuống cái phần nếp á. Đấy. Sau đó các bạn sẽ gấp nó phía lên trên cho mình. Đấy, gấp lên trên. Đấy, và các bạn sẽ miết cái phần này lại cho mình luôn nha. Đây, miết phần giấy này lại luôn. Đấy. Sau đó các bạn sẽ kéo bên này về, các bạn sẽ miết lại. Đấy. Tiếp theo thì ở bên này các bạn cũng sẽ làm như vậy cho mình nha. Đấy. Thì các bạn sẽ dùng ngón cái và ngón trỏ nè, bạn sẽ bóp nhẹ phần này vào. Đấy. Bóp vào. Đấy. Bạn sẽ gấp xuống phía dưới. Đấy. Bạn sẽ ép phần giấy này vào luôn. Thì các bạn sẽ gấp lên phía trên cho mình. Đấy. Đấy, bạn sẽ miết lại cho mình. Và sau đó các bạn sẽ đẩy lên phía trên. Đẩy lên phía trên. Đấy, như này. Và các bạn sẽ miết lại cho mình luôn. Như thế này nha bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ gấp cái phần giấy này lại cho mình. Đấy, sẽ gấp lại. Gấp vào đây. Đây. Đây các bạn sẽ miết lại cho mình nè. Như này. Đây, như này nha bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ gấp cái phần giấy này. Các bạn sẽ gấp xíu xuống cho mình nha. Gấp xíu xuống như này. Rồi các bạn sẽ miết cái phần giấy này lại cho mình. Miết phần giấy này lại. Các bạn sẽ gấp xíu xuống như này cho mình. Rồi các bạn sẽ miết cái phần này để cho nó tạo ra được phần nếp nha. Đây, như thế này nha bạn. Sau đó các bạn sẽ mở ra nè. Đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ gấp cái phần giấy này. Các bạn sẽ gấp vào sao cho cái đỉnh này các bạn nó sẽ trùng với lại cái đỉnh này. Đây, đây này. Đây.
hai phần giấy này nó sẽ trùng với nhau nhé các bạn. Hai phần giấy này sẽ trùng với nhau. Rồi các bạn sẽ miết cái phần giấy này lại cho mình nha. Miết phần giấy này lại. Vậy xuống nước lại như này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ mở phần giấy này ra lại.